Sau đó Tuyên xin chào các bác nhá. Buồn quá các bác, hôm qua thời tiết đẹp thế, tưởng nổ rẽ. Hóa ra cũng chưa có mấy các bạn. Hôm qua ở Tuyên Quang cho em người được nhiều nhất hình như được hơn chục con. Hôm nay hỏi anh em thì thấy bảo được hơn chục con. Em được có 3 con các bạn. Tiếc quá, hôm qua đẹp ghê. Đây, đằng này có một con chim gì các bạn. Chỗ các bác cả này được nhiều không? Mấy hôm nay được nhiều không? Thấy bảo khu vực Bắc Ninh, khu vực dưới cũng tương đối rồi đấy các bạn. Ôi trời, cái loa này lại không kêu. Lại không thấy kêu. Một loa lại không thấy kêu rồi các bạn. Tí lại ra xem. Như đây được con gì đấy các bạn. Hay là lại chú cỏ. Đánh ở cỏ này thì nói chung là nhiều cỏ lắm. Chứ rộ rộ rẽ quay cho các bác xem nó mới vui các bạn. Cũng được một con cỏ thật các bạn. Đúng cỏ các bạn. Đây các bạn này. Đúng một con cỏ lửa. Đây. Đấy. Các bạn thấy không? Nói chung là nó cũng chưa có chim mấy các bạn. Mới chỉ bắt đầu thôi. Chỗ em còn gió bão còn chưa thấy đâu, có gió bão về nhiều mưa nhiều chắc là có nhiều chim các bạn. Một hai hôm nữa lại phát lại cái bãi này tí nữa các bạn. Đây phát nó cũng tương đối rồi đây, nhưng chưa em quay em chia sẻ cách đánh rẽ cho các bác. Thì bãi này cần phát thêm chỗ này nữa, phát thêm chỗ này sạch đi nữa, tại vì chỗ này nó trũng nước mà, phát sạch đi tí nữa là đánh là ok đấy. Tại vì hôm trước chưa có mưa nên ra là không biết là chỗ nào có nước, chỗ nào không có nước. Nếu mà dỗi dỗi lại bảo anh đánh một cành cạch ra, cầy bừa lên tí là được ok. Đây để em xem lại loa này, một loa này không thấy tiếng lên các bạn. Thấy mỗi một bên loa này. Chán ghê, chim cò thì phải nhiều. Be nước đầy đủ đây rồi các bạn. Nước nôi đẹp lắm. Chim thì chưa thấy có. Rồi cố gắng đợi vài hôm nữa, hy vọng có mưa bão là ok. Đây là mắt 8 sợi 15 này. Độ tàng hình cực kỳ ok các bác này. Hàng này hàng lưới đẹp nha các bác ơi. Nói chung là tỷ lệ chạy mắt ít lắm. Đây này. Nhưng mà đây là lỗi dệt thì nó mới chạy nhiều thôi. Các bác thấy không? Em banh nhiều mắt nhưng mà không chạy mấy đâu. Không có mắt chạy luôn. Banh 4-5 phát nhưng không có mắt chạy. Hàng này hàng đẹp, hàng loại 1 rồi các bác nhá. Còn hàng rẻ của nó chạy mắt nhiều lắm các bạn. Không đánh được. Đánh chạy mắt nhiều, ức chế lắm các bạn. Rút con chim ra phát nó rộng luôn mắt ra. Đấy, thì lại hẹn video các bác sáng ngày mai nhé. Sáng hôm nay được có 3 con buồn chết được. Chào các bác nhé. Đào Tuyên lại chào các bác nhé. Tổng kết quả ngày hôm nay đây các bạn. 9 rẽ một cò các bạn. Đây, bắt đầu hôm nay bắt đầu thấy rẽ về các bạn. Thì đây, bãi vẫn đánh bãi này các bạn. Có mỗi bãi này đánh thôi. Đấy, bãi tuy nó không đẹp lắm nhưng mà đánh tạm vẫn được. Cỏ nó lại lên nhiều quá các bạn. Hôm qua lúc mưa, lúc sớm mưa các bạn. Lúc khoảng 9-10 giờ bắt đầu Tuyên Quang mưa. Mưa thì bắt đầu hy vọng này có rẽ, mưa đến tận gần sáng nó vẫn lùn phùn các bạn. Thời tiết rất chi là đẹp nhưng mà tiếc mỗi được ít chim quá, được có 9 con các bạn, 9 con rẽ một cò. Đấy, tổng kết ngày hôm nay. Chào các bác nha, hẹn các bác video ngày mai. Chúc các bác đánh được thật nhiều chim năm nay nhá. Và chúc các bác tránh được dịch Covid này. Và dịch Covid nhanh bay đi để còn anh em mình bán chim bán cò cho nó dễ các bạn, không ép giá rẻ khó bán lắm. Rồi, chào các bác.